Đó, cái tiểu bún viên à? Hả? Cái tiểu bún viên à? Ừ. Chị la lấy bước bước bún nó cho em cái. Đau lưng đỉnh bỏ đi cả cái cằm, mỏi cằm. Quấy thì nó cảm thấy mỏi, mỏi là nhúng mấy nặng phụ tích. Người phụ làm sao đây? Quấy xong rồi, lúc mà mình đào thì phải đứng dài. Ra rồi. Quấy cho chị đây là rồi. Mở ra nghe. Được, chị giặt luôn. Chầm lực chưa mà giống như tá đinh đánh đánh chém trong mắt nó kiểu là nó được đúng rồi. Mà những người đang dùng lực bơm mông cho ông đó nha, đừng là kề này đi đấy tớ thôi, là vì là kiểu ngoài nhiều đó. Ừ. Cái đây dùng lực lực mông kéo nữa. Ừ. Đặt bố cái mắt sáng coi. Ừ. Ăn nó được chậm 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 chậm. Chậm chậm. Mà chưa mà nó chưa đi nó chi đi được chi nó được cái chi đó. Ừ, đúng rồi, ngược khoảng thôi. Chơi một chơi tâm nắm của tôi.